Vâng, sau đây là trận của Trường Giang và bạn Cố Lan Giang. Ô, hay quá. Thủ Giang ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, Giang. Xí cổ luôn Giang, khỏi vừa nó xí cổ luôn. Rồi Giang bỏ đi Giang. Đấy rồi. Giang, 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 giữ sức nha, đừng có phí sức nhiều. Ơi ơi, lật lại Giang. Đúng rồi, móc chân vô. Lật lại Giang, lật lại Giang. Lật lại luôn, đúng rồi, tôi cái ta rồi, hay quá. Cố lên Giang, mình đang dẫn điểm á. Đánh đủ không gian ơi. Mình ta kìa. Đúng rồi, đúng rồi, lăn cái ngực. Trời độ má, tự đánh tự té. Lật lại Giang, lật lại, đứng lên, đứng lên, hai chân chống lên. Hay quá. Cố lên Giang, mình vẫn đang dẫn điểm á. Chết con mẹ, chết con. Thủ đi Giang ơi, thủ. Chống hai chân lên. Hay quá. Đi ra hết hả? Không, Giang thắng rồi, qua chơi đi. Qua chơi hả? Ừ. Vì còn lại quá nhẹ nhàng cho thằng An, không biết An sẽ làm được gì. Khi máu của máu của thằng Giang chỉ còn 1/2. Các bạn đừng quên là Huska là nói chuyện rất kỳ 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 sự. Để có những trận thật được kinh điển. Cố lên anh. Ủa luôn nha. Đánh luôn. Đánh luôn. Thank you.
Ồ vậy tí tí mình đấu với ai? Đẩy ra ngoài. Holy fuck. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Vô cô. Ủa. Không có đẹp à? Sân rồi nó mới lăn qua. Phật. À, phải có hình anh nhớ có fan con tiếng gà rồi kia đặt tờ. Mém, cái đó là mém thôi. Em có quay lại hết đây rồi tí thôi anh về anh coi lại. Cái clip này là quay bốn anh em mình luôn hả? À. Tí tí thôi cắt đôi ra. Trận. 60 phút. Trời ơi thằng anh. Anh mém chết. Nghỉ lưng hả? Thôi cho anh vô luôn. Chuyện gì đã xảy ra? Anh ơi cẩn thận chút xíu anh ơi. Một thằng bị hai sức của ma kê vì tội bé lưng. Một thằng thì tội lưng nó đi ra. Cái đó mà giữ thêm 5 giây nữa thằng anh đập tay đó. Nó bẻ lưng hay bẻ gì mà xích cổ, xích cổ, xích cổ, cái đó cho. Nó đau chân quá. Hai tay luôn anh, một tay làm gì? Nếu thằng Giang không đủ sức đánh với tôi nữa là tôi đánh với Thiếm á. Chúng ta nhường nhau nhé. Chúng ta diễn sinh nhé. Nhường cái mày mà gặp Thiếm đánh. Nhường sinh thì nó mới sợ. Đúng rồi. Hàng ngày đúng. Mấy ông tổ rồi đó. Tiếc là mình đéo được nhân tộc. Trời ơi. Giang, đừng chơi mấy đoạn đó Giang. Xì hả? Giang xì rồi. À, mình đang bị dẫn điểm á. Cố lên An, thêm một cái hút nữa coi. Đánh một cái nữa. An cố lên. Đúng rồi, đúng rồi. À. Ủa, sao không cho điểm? Qua sạch 3T trước khi đánh đòn rồi. Holy fuck, trời. Quay ri. Đào ơi, trận đấu vẫn đang hấp dẫn. Cố lên An. Nằm áo vô. Hết giờ. Tiếc quá. Đi qua kia rồi. Chết mẹ tôi Thiếm, đụng nhau thiệt rồi.